Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Hoàng Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 159 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Và đặc biệt Khánh Duy cũng xin chia sẻ một chút. Thì cũng như Khánh Duy đã nói, thì Khánh Duy vẫn không quên kêu gọi các bạn hãy ủng hộ, động viên Khánh Duy để Khánh Duy có thể sớm được đổi được bộ thiết bị như mà mình mong muốn. Vẫn nói với các bạn từ mấy tập trước, mấy lần trước, hy vọng là sẽ nhanh đổi được bộ thiết bị để phục vụ cho công tác đọc truyện, phục vụ anh em. Thì Khánh Duy vẫn mong kêu gọi các bạn ủng hộ cho Khánh Duy. Và bây giờ chúng ta sẽ vào tập 159 Độc Bộ Thiên Hạ Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại nói, lúc bấy giờ, ba vị vua hoàng xông vào bên trong bảo khố, chỉ nhìn thấy từng quả tinh cầu cực lớn đang lơ lửng trong bí cảnh của tòa bảo khố. Những bảo vật này to lớn giống như tinh cầu, tản mắt ra đủ mọi màu sắc rung động lòng người. Nơi đây giống như một bầu trời đêm rực rỡ, ánh sáng tinh quang sao hoa lộng lẫy khiến người ta phải trầm trồ, thán phục. Có điều, chiến hoàng, pháp hoàng lập tức chú ý đến, những nguyên liệu này hoàn toàn không hề to như những tinh cầu. Ngược lại, những nguyên liệu này vô cùng nhỏ bé, to lắm cũng chỉ đến vài thước. Chỉ là uy năng của những nguyên liệu này quả thực quá mạnh mẽ, khiến không gian bị bóp méo, đem khoảng không lớn như một tinh cầu vặn cong lại, bảo vệ bản thân, lại tản phát ra đủ loại hào quang kỳ dị, làm cho khi bọn họ nhìn vào, thấy những nguyên liệu này có vẻ vô cùng to lớn. Đây chính là kỳ chân thiên giới, nguyên liệu luyện chế thánh bảo. Thực lực bên trong Thánh Ung Hoàng Triều ta quả thật quá hùng hậu rồi. Pháp Hoàng lẩm bẩm nói, Chiến Hoàng gật đầu lia lịa, lộ ra sắc mặt vô cùng kính ngưỡng, lên tiếng. Thánh Hoàng khai quốc quả thật là ngút trời, khiến người ta phải tôn sùng kính trọng, lại còn để lại chỗ tài sản phong phú quý giá đến nhường này. Có được chỗ bảo vật này, Thánh Ung Hoàng Triều ta tất sẽ lưu truyền ngàn đời, vĩnh viễn không sụp đổ. Thánh Ung Hoàng Triều trong thiên giới cũng có thế lực của mình, thuộc vào truyền thừa của Thánh Bàn, thế gia trong thiên giới. Thánh Hoàng khai quốc có thể đạt được nhiều nguyên liệu như vậy hoàn toàn không phải là không có đạo lý. Xẹt. Một quả tinh cầu cực lớn đột nhiên vỡ tung, lộ ra hào quang vô tận bên trong. Đám người Ung Hoàng trong lòng cả kinh, chỉ thấy một chiếc thiên thuyền cực đại đâm vào trung tâm quả tinh cầu, khiến quả tinh cầu này lập tức tiêu tan vào hư không. Rõ ràng chỗ nguyên liệu trong quả tinh cầu này đã rơi vào trong tay của Diệp Húc. Súc sinh. Ung Hoàng nghiến răng nghiến lợi, lập tức xông vào giao chỉ thiên thuyền. Rõ ràng biết chấm và hai vị vua hoàng đã đến đây, vậy mà ngươi cư nhiên còn dám không kiêng sợ gì cướp đoạt của cải trong Thánh Ung bảo khố, ngươi thật là to gan. Pháp Hoàng và Chiến Hoàng cũng thật sự nổi giận. Hành động lần này của Diệp Húc không chỉ là coi thường Thánh Ung Hoàng Triều, mà thậm chí ngay cả bọn họ là những vua hoàng hắn cũng không coi ra gì, quả thật là cuồng vọng đến cực điểm. Tốc độ của ba vị vua hoàng vô cùng kinh người, so với trường không ấn của Diệp Húc lại còn nhanh hơn, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với giao chỉ thiên thuyền. Đột nhiên tốc độ chiếc thiên thuyền này tăng lên kịch liệt, trong chớp mắt đã kéo dài khoảng cách, điên cuồng lao đến chỗ chứa nhiều tinh cầu, lại đột ngột phá vỡ hào quang của một chiếc, xông vào trung tâm của tinh cầu, đem nguyên liệu thiên giới bên trong lấy mất đi. Cầm thú mà. Ung Hoàng vô cùng tức giận, tốc độ thình lình tăng nhanh, đuổi theo giao chỉ thiên thuyền. Trong chớp mắt, Diệp Húc khống chế giao chỉ thiên thuyền lại thu được vài món nguyên liệu, khiến cho ba vị vua hoàng bực tức cơ hồ hộc máu. Tu vi thực lực của Diệp Húc rõ ràng kém hơn bọn họ rất nhiều, nhưng chiếc giao chỉ thiên thuyền mà hắn sử dụng chính là do giao chỉ kim mẫu đúc tạo. Giao chỉ kim mẫu năm đó là đệ chủ của Tuần Thiên Sứ. Chiếc thiên thuyền này của bà tốc độ thiên hạ vô song, cho dù là vua hoàng cũng không có cách nào mà đuổi kịp. Huống hồ giờ phút này chiếc thiên thuyền lại được Diệp Húc thôi động. Đại Ung đạo môn. Ung Hoàng tức giận quát một tiếng, đột nhiên thôi động một bộ cấm bảo, lập tức khiến không gian của tầng thứ 6 bắt đầu vỡ nứt nhanh chóng. Vô số nguyên liệu to như tinh cầu đều rơi vào bên trong bộ cấm bảo này. Bộ cấm bảo này chính là một tòa môn hộ. Đại Ung đạo môn so với bộ bất diệt chi bảo Nam Thiên Môn tuy cấu tạo khác nhau nhưng có cùng tác dụng. Có điều uy lực lại lớn hơn Nam Thiên Môn không ít. Chỉ thấy cánh cửa này đứng cao sừng sững, phía trước mây trôi lững lờ, cổ phác đại khí.
cánh cửa mở rộng, dường như trong chớp mắt đem hết cả không gian của tầng thứ 6 hút vào bên trong. Tòa đại ung đại môn này hướng giao chỉ thiên thuyền hút lại. Có điều tốc độ chiếc thuyền này thật sự rất nhanh, vượt qua tất cả. Đại ung đạo môn không ngờ lại không có cách nào bắt được dấu vết của chiếc thiên thuyền này. Ung hoàng mặt mày u ám nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không thể bắt được chiếc thiên thuyền này, nhưng chân kỳ thiên giới của tổ tiên thu thập đa số đã giữ lại được. À, bên trên thiên thuyền, Diệp Húc đang điều khiển tránh khỏi lực hút của đại ung đạo môn, chỉ thấy tuyệt đại đa số chân kỳ thiên giới đều đã biến mất không thấy. Còn có một vòng thái dương liệt hỏa hừng hực, tĩnh lặng lơ lửng ở trung tâm của tầng 5, không hề bị đại ung đạo môn nuốt vào. Vầng thái dương này tất nhiên cũng không phải là liệt nhật đích thực, mà là một loại thiên giới kim trúc hình cầu kỳ dị, tản phát ra sóng nhiệt vô tận. Sóng nhiệt vây quanh bốn phía của kim trúc hình thành nên một vòng sáng chói chang. Thể tích khối kim trúc này không lớn, chỉ to cỡ một nắm đấm, như châu như ngọc, nhưng vòng sáng do sóng nhiệt hình thành lại rộng cả trăm vạn dặm. Nó bóp méo thời không, cho dù là đại ung đạo môn, loại cấm bảo vô cùng lợi hại này cũng không có cách nào thu được nó. Dương Thiên Huyền Kim. Ung Hoàng nhìn thấy giao chỉ thiên thuyền lao thẳng đến khối kim trúc hình cầu to bằng nắm đấm này, không khỏi biến sắc, cười lạnh mà nói: tên tiểu tử này lại định lấy Dương Thiên Huyền Kim, đây là hắn tự tìm đường chết mà. Năng lượng bên trong khối huyền kim này, cho dù là vô hoàng cũng không thể tùy tiện chạm tay đến. Chậm muốn xem hắn đến cuối cùng sẽ chết như thế nào. Dương Thiên Huyền Kim chính là một loại nguyên liệu quý hiếm do Thánh Hoàng khai quốc đem về từ Thiên Quốc. Ở trên thiên giới cũng không gặp nhiều. Loại nguyên liệu này được lấy ra từ bên trong liệt nhật của Dương Thiên Thần Giới, cất chứa uy năng vô cùng mạnh. Một khối chỉ to bằng nắm đấm cũng có thể hóa ra một vòng sáng chói lóa dưới hạ giới 3.000 thế giới, hàng tỷ vạn năm không bị hủy diệt. Loại kim trúc này quý hiếm vô cùng, thậm chí ngay cả khi Thánh Hoàng khai quốc luyện chế thánh bảo cũng chưa dám dùng đến khối Dương Thiên Huyền Kim này. Giao chỉ thiên thuyền xông vào bên trong vầng thái dương đấy, Ung Hoàng, Chiến Hoàng và Pháp Hoàng cũng theo sau đến. Diệp Húc đứng ở mũi thiên thuyền, trong chớp mắt liền xuyên qua sóng lửa trùng trùng điệp điệp, tiến đến vị trí trung tâm của vầng thái dương này, trong lòng vô cùng chấn động. Chủ công, khối kim trúc này rốt cuộc là nguyên liệu cấp bậc gì vậy? Tại sao lại có nhiệt lượng kinh người đến như vậy? Hạo Thiên Quyển nằm úp sấp vào mũi thuyền, da lông trong chớp mắt bị sóng nhiệt truyền đến đốt cháy, vội vàng rụt đầu lại kinh hô. Ta cũng không biết. Diệp Húc ánh mắt sáng bóng, trầm giọng nói: ta chưa từng đến thiên giới, làm sao mà biết được đây là loại kim trúc gì? Có điều ta đã từng nhìn thấy bảo vật được đúc ra từ loại nguyên liệu này rồi. Bảo vật gì mà lại phải dùng loại nguyên liệu này đúc tạo vậy? Phượng Yên Nhu và Già La Minh Tôn cũng kinh ngạc vạn phần, vội vàng hỏi lại: đương nhiên là thánh bảo. Diệp Húc phất tay, một tòa thần lô cổ xưa xuất hiện trong lòng bàn tay, chuyển động xoay tròn. Thái Dương thần lô hơi thở cổ pháp ở bên trong lò lẳng lặng thiêu. Hắn nhẹ giọng nói: nghe nói Hạo Thiên Đại Đế khi ở cảnh giới Thánh Hoàng đã lấy trộm kim tinh thiên giới, luyện chế mấy bộ Thánh Hoàng chi bảo. Trong số đó có Thái Dương thần cung, còn có một bộ chính là Thái Dương thần lô. Tòa Thái Dương thần lô này so với khối kim trúc trước mắt có lẽ là cùng dùng một loại nguyên liệu. Già La Minh Tôn nhìn chằm chằm Thái Dương thần lô, thất thanh mà nói: một miệng lò to như vậy phải dùng bao nhiêu kim trúc này thì mới dùng được đây? Đáng tiếc khối kim trúc thiên giới này hỏa lực quả thật là quá mạnh, cho dù là vô hoàng nắm nó ở trong tay e rằng thân thể đều sẽ bị đốt cháy. Chúng ta làm sao có thể lấy được món bảo vật này đây? Đơn giản, Thái Dương thần lô nếu đã là dùng loại khoáng vật này mà rèn thành thì tất nhiên cũng sẽ dễ dàng mà lấy được. Thái Dương thần lô thong thả bay lên, quay đầu đem khối Dương Thiên Huyền Kim này hút vào bên trong lô. Chỉ thấy khối huyền kim này sau khi vào trong lô thì cả vòng thái dương lập tức tắt ngúm, bầu trời trong chốc lát trở nên tối tăm. Khi Diệp Húc thu xong khối Dương Thiên Huyền Kim thì Ung Hoàng cuối cùng cũng phi đến, hét lớn một tiếng, một cánh tay lớn từ xa giơ lên. Chỉ một lúc sau, cánh tay này đã vượt qua khoảng không cả trăm vạn dặm, hướng giao chỉ thiên thuyền mà chộp đến. Diệp Húc lập tức cảm nhận được luồng khí tức vô hoàng nặng nề vô cùng vô tận hướng chính mình áp xuống. Loại cảm giác này giống như bị toàn bộ thế giới huyền u đè nặng lên vai. Cánh tay này thò đến, chỉ thấy lòng bàn tay càng ngày càng to, to đến toàn bộ không gian tầng thứ 6 vào khố đều bị bao kín. Phía trước cánh tay này, đám người Diệp Húc và Phượng Yên Nhu chỉ cảm thấy chiếc giao chỉ thiên thuyền to lớn khổng lồ này dường như đang gấp rút thu nhỏ lại. Mấy người bọn họ cơ hồ cũng không ngừng bé lại. Cảnh tượng này kinh khủng như ác mộng, khiến người ta không có cách nào chống lại, thậm chí không có cách nào mà dãy giụa. Có điều Diệp Húc lại ý thức được cảnh tượng trước mắt chỉ là một ảo giác. Cánh tay của Ung Hoàng vẫn chưa hề to ra,
giao chỉ thiên thuyền cũng không hề nhỏ lại. Bọn họ lại càng không bị khí tức của Vũ Hoàng ép đến hóa thành cát bụi. Cánh tay của Ung Hoàng sở dĩ nhìn có vẻ to lớn như vậy, chính là bởi vì hắn khi đưa tay ra bóp méo không gian của tầng thứ 6 bảo khố, đem khoảng không rộng lớn vô ngần này nắm trọn ở trong tay, bao gồm cả giao chỉ thiên thuyền và đám người Diệp Húc, Phượng Yên Nhu đều bị vặn vẹo cùng không gian giam giữ trong lòng bàn tay hắn. Chưa thành Vũ Hoàng đều là loài run rế cả. Ung Hoàng mặt âm lãnh, bàn tay bóp chặt. Chết đi. Ung Hoàng một tay chụp xuống, làm méo mó đi vô số dặm hư không nắm ở trong tay. Đây có thể nói là thủ đoạn ăn trộm trời, đến trời mà cũng dám ăn trộm, nắm giữ trong tay mình. Nếu chỉ bằng thực lực của bản thân mình thì y cũng không có mạnh mẽ đến trình độ này. Nhưng là nhờ vào thúc giục hơn 10 kiện cấm bảo, uy năng của hơn 10 kiện cấm bảo này gia tăng, làm cho thực lực của hắn cứ thẳng đường mà tăng lên gấp vô số lần, nắm vào trong tay trời đất thiên hạ này. Dưới sự bao phủ của bàn tay này, giao chỉ thiên thuyền thật nhỏ bé vô cùng, như một hạt bụi bé nhỏ. Mà ở trong thiên thuyền này, Diệp Húc và đám người lại càng bé nhỏ đến đáng thương, nhỏ đến mức có thể không cần tính đến. Đây là do thần thông kinh thiên động địa của Vũ Hoàng, là một lực lượng không thể chống lại được. Vũ Hoàng chính là vua của vua, là vua của tất cả các vua sĩ, các đại vua được một thế giới công nhận, được thiên đạo tán thành, mạnh nhất đất trời. Từ chiêu thức của Ung Hoàng kia cũng có thể thấy được một hai. Không thành Vũ Hoàng thì đều là con sâu cái kiến. Những lời nói này trong lúc này triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bảo vật có nhiều, tâm pháp có tinh diệu, nhưng không có pháp lực như Vũ Hoàng thì ở trước mặt Vũ Hoàng cũng chỉ là con kiến. Dù có cao danh quý tính hay thân phận gì đi chăng nữa cũng chỉ là con kiến mà thôi. Tuy nhiên, nếu con kiến kia cường tráng đến có thể chống lại Vũ Hoàng thì cũng chưa chắc có thể giết chết Vũ Hoàng. Nhưng những chuyện như thế này cũng không mấy khi xảy ra. Được đến cả một thế giới công nhận và thiên đạo tán thành, Vũ Hoàng nắm giữ vận mệnh của cả một thế giới, thực tại đã rất mạnh mẽ. Bởi vậy nếu đồng thời lại cũng có một người khác ở cảnh giới Vũ Hoàng, vậy thì hai vị Vũ Hoàng này cũng rất có thể khó có thể thanh toán đối thủ của mình. Giờ phút này Diệp Húc và đám người đang gặp nguy hiểm tới cực điểm. Người đã có thủ đoạn nắm trong tay thiên địa như thế này, không phải cấm bảo có khả năng chống lại được. Chỉ sợ là ngay cả cấm bảo cũng bị Ung Hoàng đập nát trong một kích. Thật mạnh, không biết khi nào thì ta mới có thể có được pháp lực mạnh mẽ như này đây. Diệp Phúc trong lòng hoảng sợ, vội vàng thúc giục giao chỉ thiên thuyền, giống như một hạt cát bé nhỏ chảy đi, cố gắng theo khe hở hẹp giữa thiên địa nhanh chóng mà đào tẩu. Tốc độ giao chỉ thiên thuyền tăng vọt, trăm vạn dặm không gian trong một loáng đã biến mất. Vậy mà ở trong mắt Pháp Hoàng và Chiến Hoàng, giao chỉ thiên thuyền lại giống như một con côn trùng nhỏ đang bay thong thả trong khe hở giữa các ngón tay, trong bàn tay to lớn của Vũ Hoàng. Trường hợp cái thật to và cái thật nhỏ này thật sự là rung động. Mặc dù là hai đại Vũ Hoàng như Chiến Hoàng và Pháp Hoàng thì cũng không có bản lĩnh nắm được thiên địa hoàn vũ. Thực lực của Ung Hoàng từ trước so với hai người đã cao minh hơn nhiều. Hơn nữa lại có uy năng hơn 10 kiện cấm bảo gia tăng uy lực. Cho nên một tay y có thể khắc chế tốc độ giao chỉ thiên thuyền. Cho dù là tốc độ giao chỉ thiên thuyền là thiên hạ vô song, nhưng ta nắm trong tay thiên địa, ta nắm trong tay vũ trụ, thì cho dù là ngươi có tốc độ đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng vẫn không thể chạy thoát ra khỏi lòng bàn tay của ta được. Loại thành tựu này đã có thể xưng tụng là vô lượng thần thông. Thiên địa kiều đỉnh, chấn. Diệp Húc đột nhiên quát lớn 9 tiếng chấn, chỉ thấy trong thiên thuyền 9 tòa đại đỉnh đột nhiên hiện ra, từng tòa đại lục từ trong đỉnh xuất hiện. Hơi thở của 9 tòa đại đỉnh liên kết với nhau, uy năng mạnh mẽ, có thể đơn giản vượt xa một kích hợp lực của 9 đại cấm bảo. 9 tòa đại đỉnh này vừa xuất hiện liền đem thiên địa trong lòng bàn tay Ung Hoàng chấn trụ, đồng thời bạo phát ra uy năng mênh mông, phá tung thiên địa trong lòng bàn tay của y. Thiên địa trong lòng bàn tay Ung Hoàng vừa vỡ ra, bàn tay của y cũng không thể nào nắm được không gian to lớn ấy nữa. Chỉ thấy bốn phía không gian từ trong khe hở những ngón tay mà chảy ra. Cùng lúc đó, giao chỉ thiên thuyền cuối cùng cũng khôi phục được tốc độ kinh người trước kia, gào thét bay vút đi, chạy ra khỏi bàn tay to của hắn. Phốc một tiếng, Diệp Húc há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bắt đầu tan rã hóa thành bụi bặm. Nguyên thần cũng ở một khắc này héo rũ, ngọc thụ điêu linh đương trường chết héo. Pháp lực trong bản vương thiên địa pháp tướng của hắn trong nháy mắt đã khô cạn, ngã xuống dưới đất mà chết. Tu vi của hắn tương đương với Nhân Hoàng đỉnh phong, mà cũng không thể làm cho chín đỉnh hợp nhất hóa thành cấm bảo. Dù vậy, trong chớp mắt khi hắn tế lên kiều đỉnh, tu vi gần như bị hút đi không còn một mảnh. Không chỉ có như thế, hắn cứ ép thúc giục kiều đỉnh đối kháng với bàn tay to của Ung Hoàng, phản lực khổng lồ đã đánh nát thân thể của hắn, hao tổn và chết đi nguyên thần và thiên địa pháp tướng của hắn.
cái giá lớn đến mức làm cho người ta không thể nào thừa nhận. Chân linh bất diệt, nghịch chuyển sinh tử. Chân linh bất diệt của Diệp Húc đột nhiên bay ra, làm cho thân thể của hắn đúc lại, nguyên thần sống lại. Thiên địa pháp tướng phục hồi như cũ, lại khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Tiếp tục khống chế giao chỉ thiên thuyền, hướng về phía trước mà phóng như bay. Chân linh bất diệt của hắn dựa theo quy tắc của Ngọc Lầu mà tạo thành, gồm có 3 tầng, ngưng luyện vô cùng kiên cố. Bên trong chứa đựng năng lượng có thể đủ cho thân thể, nguyên thần, thiên địa pháp tướng của hắn bị hủy diệt cả trăm lần. Tuy nhiên giờ phút này, tu vi và thực lực của hắn lại tiến rất mạnh, so với trước không chỉ hàng trăm lần. Vậy mà năng lượng chứa trong chân linh bất diệt lại không tăng lên được, vì vậy chỉ có thể giúp hắn sống lại được một lần. Giả sử nếu như nguyên thần, thân thể, thiên địa pháp tướng của hắn lại bị hủy diệt một lần nữa, Diệp Húc khẳng định sẽ chết thật sự, không phải nghi ngờ. Ta thật khóa mạnh. Diệp Húc vừa điều khiển giao chỉ thiên thuyền, vừa suy tư, hắn thầm nghĩ. Tu vi của ta tăng trưởng rất nhanh, mà những cái khác thì lại không đuổi kịp. Chân linh bất diệt của ta lại không có tiếp tục tu luyện, đã gây ra cho ta nguy hiểm. Lần này chạy ra khỏi Thánh Cung bảo khố, nhất định phải dành thời gian tế luyện chân linh bất diệt, nâng cao số tầng của chân linh, củng cố cảnh giới, sau đó nâng cao cảnh giới tiến vào nhân hoàng. Lần đầu tiên hắn cho rằng tu vi tăng trưởng thái quá cũng không tốt, dễ tạo thành tu vi không ổn định. Mỗi một vị trí tu vi khiếm khuyết liền có khả năng lưu lại cho mình một sơ hở chí mạng. Hắn chỉ có một cơ hội, một lần sống lại, thời khắc đã rất lãng phí, cần phải nhanh chóng thoát ra khỏi Thánh Cung bảo khố, nếu không thật sự muốn chết ở nơi này. Nghĩ đến đây, Diệp Húc lập tức toàn lực thúc giục Ngọc Hoàng Thiên Địa Pháp Tướng, nỗ lực liên kết giao chỉ thiên thuyền và tôn phân thân của lão kia. Kiểu đình thật mạnh. Pháp Hoàng và Chiến Hoàng đều kinh hoàng, cả hai người đều không thể dự liệu được là Diệp Húc có thể chạy thoát ngay từ trong lòng bàn tay che trời của Ung Hoàng. Uy năng của chín tòa đại đỉnh này, mỗi một tòa đều có thể vượt qua một cấm bảo bình thường, cũng là vượt qua cấm bảo của Thánh Ung bảo khố. Hai người tâm niệm vừa động, đều đem tất cả uy năng cấm bảo của mình hoàn toàn kích phát, gào thét đuổi theo giao chỉ thiên thuyền. Tuy nhiên, giờ phút này, thiên thuyền tốc độ đang rất nhanh, Vu Hoàng thúc giục cấm bảo cũng không thể theo kịp được. Chỉ thấy chiếc thiên thuyền này chạy thẳng vào tầng thứ 7, Thánh Ung bảo khố. Mắt nhìn thấy mà muốn xuyên qua cửa tầng thứ 7 mà vào. Lại có thể chạy thoát từ trong lòng bàn tay của chấm, không thể phủ nhận, người thật sự đã ra ngoài dự liệu của chấm rồi. Ung Hoàng cười lạnh một tiếng, một tay tiếp tục vươn ra hướng về phía giao chỉ thiên thuyền ở phía xa chụp tới. Hắn điểm như nói: "Bất quá, cho dù ngươi có thông thiên thần thông thì ngươi cũng không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của chấm được. Huyền U Thánh Hoàng, xuất hiện đi." Trong tầng thứ 7, Thánh Ung bảo khố đột nhiên truyền lại một luồng khí tức vô cùng trang nghiêm thần thánh, mênh mông cuồn cuộn, rất thần khiết, giống như Thánh Hoàng giáo hóa chúng sinh, giống như thiên địa nuôi dưỡng vạn vật, cho người ta một loại cảm giác trân trọng đối với Vu Hoàng. Cảm thấy hơn cả cấm bảo, không thể địch nổi. Bệ hạ cuối cùng cũng đã dùng đến thánh bảo rồi. Pháp Hoàng nói giọng run run, ánh mắt hướng về tầng thứ 7, vô cùng kích động. Đồng thời Chín Hoàng cũng kích động vạn phần. Bọn họ tuy rằng thân là Vu Hoàng, có địa vị cao, thế nhưng mà ở trước mặt Thánh Hoàng vẫn chỉ là một đứa trẻ mới sinh, đang tập đi. Khát vọng suốt đời là đột phá đến cảnh giới Thánh Hoàng. Thánh bảo trong Thánh Ung Hoàng Triều, tuy rằng không phải Thánh Hoàng, nhưng là do Thánh Hoàng khai quốc sở luyện. Có thể được thấy thánh bảo một lần như thế này, đối với bọn họ mà nói là điều vô cùng vinh hạnh. Chỉ thấy trên tầng thứ 7 của bảo khố, một phiến thế giới bay tới. Mấy ngàn đại lục, đại dương mênh mông, hàng tỷ ngôi sao trên tinh hà gào thét dũng mãnh nhập vào trong không gian tầng thứ 6. Chiến Hoàng và Pháp Hoàng đều ngây dại. Trước mắt bức cảnh tượng thế giới này với Huyền U thế giới quả thực giống nhau như đúc vậy. Phiến Huyền U thế giới này nhanh chóng hướng về phía giao chỉ thiên thuyền của Diệp Húc mà nghênh đón. Chỉ thấy từ trong tinh không, một thân hình mạnh mẽ khoan thai bước ra, bước từng bước một trên phiến thế giới này. Đây là một vị thánh hoàng đỉnh thiên lập địa, thân hình rung lên, chỉ thấy Huyền U thế giới giống như một chiếc áo bào hoa mỹ, cuồn cuộn nổi lên rơi xuống trên thân của y. Sông núi đại lý, lục địa đại dương, ngôi sao tinh hà, tất cả đều lưu chuyển trên người của y. Giờ phút này, cuốn Huyền U thánh hoàng đồ biến thành một vị thánh hoàng. Hoàng đế Thánh Ung Hoàng Triều rõ ràng hiện ra ngay trước mắt của bọn y. Một tay y vươn ra hướng giao chỉ thiên thuyền chụp tới, cùng với bàn tay to của Ung Hoàng lúc này cũng chụp đến, kẹp giao chỉ thiên thuyền vào giữa. Hiển nhiên là Ung Hoàng thúc giục cuốn Huyền U Thánh Hoàng đồ này với mục đích kẹp nát giao chỉ thiên thuyền và đám người Diệp Húc. Bệ hạ, chiêu thức ấy thật sự quá mạnh mẽ, cho dù là ta cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi. Chiến Hoàng cảm khái nói.
Bệ hạ mưu trí sâu xa, đích xác không phải chúng ta có khả năng lường trước được. Pháp Hoàng cũng không thể không khâm phục, nhìn về phía Giao Chỉ Thiên Thuyền, cười nói: Tiểu tử to gan lớn mật, giờ phút này ngươi chỉ còn một con đường chết mà thôi. Giờ đây Thánh Hoàng Đồ đã giam cầm thời không, lại thêm bí cảnh của Thánh Ngung Bảo Khố, ngay cả đến Vu Hoàng cũng không thể công phá được, hắn chết chắc rồi. Người này có đủ loại bảo vật, hắn có Giao Chỉ Thiên Thuyền, lại còn có Kiều Đỉnh, thậm chí ngay cả đến chúng ta cũng còn phải đỏ mắt kìa. Nói thật, Thánh Ngung Hoàng Triều ta lần này nhân họa mà được phúc, trừ bảo vật trong bảo khố được quay về chủ cũ, lại còn có được thêm những bảo bối này. Không sai, khiến người ta tâm động vẫn là tiểu tâm pháp tu luyện này. Đây là một số của cải rất lớn, thậm chí hãy còn ở trên Giao Chỉ Thiên Thuyền và Kiều Đỉnh kia. Hai vị vua hoàng liếc nhau, yên lặng gật đầu. Diệp Húc đã làm cho bọn y ba phen khiếp sợ. Tuy rằng bảo vật của Diệp Húc cực nhiều, nhưng thực sự làm cho hai vị vua hoàng khiếp sợ lại chính là Bản Vương Khai Thiên Kinh, là cấm pháp do Diệp Húc tự sáng chế. Diệp Húc tuy rằng tu vi chỉ là tam bất diệt cảnh, thiên địa pháp tướng bất diệt, nhưng giết nhân hoàng cũng dễ như giết gà mổ trâu. Thậm chí một hơi thở có thể tiến lên Kiều Đỉnh, Kiều Tòa cấm bảo, uy năng cường hoành, từ trong tay Ung Hoàng chạy thoát. Điều đó chứng tỏ tu vi của hắn cực kỳ thâm hậu, có thể so với nhân hoàng cao nhất, mà chất lượng tu vi thì lại cực cao, thậm chí ngay cả chất lượng tu vi của nhân hoàng đỉnh phong vẫn còn muốn hơn một bậc. Có thể ở tam bất diệt cảnh mà lại có được tu vi nhân hoàng đỉnh phong, chiến lực so với nhân hoàng đỉnh phong còn cao hơn không biết nhiều hay ít. Điều đó chỉ có thể nói rằng hắn tu luyện cấm pháp cực cao, cao đến mức không thể tưởng tượng được. Cái này giống như một cục bông có chu vi một trượng và một cục sắt có chu vi ba thước. Cục bông thể tích tuy rằng lớn, nhưng trọng lượng thì căn bản không thể nào nặng bằng cục sắt được. Nếu một người tu luyện là cấm pháp đế cấp, tự nhiên tu vi nếu so với cấm pháp cấp vô hoàng thuần túy, vượt cấp khiêu chiến không phải là việc khó. Diệp Húc cũng giống như vậy, vượt qua ba đại cảnh giới, hơn 10 tiểu cảnh giới, muốn giết nhân hoàng đỉnh phong cũng không phải là việc không làm được. Việc này Chiến Hoàng và Pháp Hoàng cũng chưa từng nghe đến, cho nên nhận định cấm pháp hắn tu luyện là một kho báu lớn. Tay Thánh Hoàng và bàn tay to của Ung Hoàng cuối cùng đã gặp nhau. Lúc này, hai cái tay đã hợp lại ở giữa, chỉ có một đường ánh sáng chiếu qua. Chỉ nghe thấy tiếng cười của Diệp Húc truyền lại. Trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi ư? Ta hết lần này đến lần khác chạy đi chạy lại trong Ung Hoàng. Ta đã quét sạch lấy đi một bộ phận lớn bảo vật trong Thánh Ung bảo khố rồi, thậm chí khiêng đi cả thân thể cha ngươi, ông tổ ngươi, chỉ sợ đến nay ngươi cũng không biết danh tính của ta là gì, đúng là vô năng mà. Oanh! Hai cái tay lớn rốt cục cũng khép lại, đem cái thanh âm này đánh cho dập nát. Khi hai cái tay lớn này tách ra, ở bên trong không có vật gì, Giao Chỉ Thiên Thuyền kia rõ ràng đã không cánh mà bay. Ung Hoàng thét lớn lên một tiếng, khóe miệng đầy máu. Bàn tay to của hắn với bàn tay to của Thánh Hoàng kia đối đụng với nhau, tương đương với một chiêu mình công kích chính mình. Mặc dù là y đối mặt với kiện thánh bảo Huyền U Thánh Hoàng Đồ này cũng cảm giác khó có thể chống lại được, ngược lại lại đả thương chính mình. Điều làm cho y bị nhục là lời nói của Diệp Húc khi sắp đi. Đây đúng là điều làm cho tâm cảnh của y bị ảnh hưởng. Diệp Húc từ khi đi vào thế giới Huyền U liền làm cho vị vô hoàng thống trị thế giới này bị nhục khắp nơi. Những đứa con mà y yêu thích táng mạng trên tay Diệp Húc. Muốn tìm vị trí của Diệp Húc thì lại bị Phượng Yên Nhu giấu kín thiên cơ. Khi tìm được Diệp Húc thì bảo khố của Thánh Ngung Hoàng Triều đã bị tiểu tử này hạ độc thủ một cách thê thảm. Khi khổ khổ sở sở bố trí thiên la địa võng để cho Diệp Húc không có chỗ trốn thì hắn lại cố tình đào thoát ra ngoài, thậm chí còn cuốn theo 7-8 phần bảo vật của Thánh Ngung bảo khố. Trong đó bao gồm cả thân thể tiên phụ, tiên tổ của y và Ung Hoàng ở các triều đại. Làm cho y có cảm giác nghẹn họng từ đầu đến cuối là y trước sau vẫn không biết được Diệp Húc tên họ là gì, là người như thế nào và đến từ đâu. Muốn chạy trốn ư? Không có khả năng. Đột nhiên Tôn Thánh Hoàng kia đưa ra nốt cánh tay còn lại, hai bàn tay kéo thật mạnh, đem cái bí cảnh Thánh Ngung bảo khố này mà xé ra. Một cánh tay Tôn Thánh Hoàng vươn vào hư không, hướng Giao Chỉ Thiên Thuyền mà chụp tới. Thực lực của Ung Hoàng trên thực tế là không thể mở ra bí cảnh mà bảo vật tạo ra, nhưng vì Huyền U Thánh Hoàng là một kiện thánh bảo, trong cơn thịnh nộ y đã lấy pháp lực Vu Hoàng mà thúc giục thánh bảo, nên có đủ thực lực để xé mở tấm bí cảnh này. Oanh một tiếng, tám đạo kim luân đột nhiên xuất hiện bên ngoài Huyền U thế giới, giống như một tòa nhà hoa lệ. Tiếp theo, một lâu thuyền bằng đồng xanh vô cùng trắng lệ phá vỡ hàng rào Huyền U thế giới, từ trong tám đạo kim luân phóng ra, xuất hiện ở bên ngoài vũ trụ tĩnh mịch. Lập tức tám đạo kim luân chuyển động, cùng với lâu thuyền thanh đồng cắt nhau xuyên qua tĩnh mịch vô biên, vô thành vô tức theo bên cạnh Huyền U thế giới cự đại mà chạy qua.
Huyền U thế giới nhìn từ bên ngoài vào giống như một vòng tròn thật lớn. Ở trung tâm là lục địa, hải dương khổng lồ, còn bên ngoài là tinh không, vũ trụ mênh mông. Khi chiếc thuyền lâu này vừa rời đi, đột nhiên hàng rào của Huyền U thế giới lại một lần nữa bị phá nát. Từ chỗ hàng rào thế giới bị phá, xuất hiện một bàn tay La Thiên thật to, năm ngón tay mở ra hướng ra chỉ thiên thuyền mà chụp tới. Cái bàn tay này thật sự quá lớn, bao phủ một phạm vi cực kỳ rộng lớn, trong đó chất chứa uy năng có thể so với chân chính thánh hoàng. Diệp Húc đã từng thấy thánh hoàng phân thân ra tay trong hai tòa đại trận Chu Thiên Tinh Cung. Cái tình cảnh kinh thiên động địa, bàn tay chỉ nhẹ nhàng lướt qua đều có thể nghiền nát tinh cầu, ngay cả tinh đế muốn tránh né, nếu không qua sát bên người thì ngay cả y cũng bị nghiền nát. Nhưng đó là uy năng do thánh hoàng phân thân ra tay, nếu so với bàn tay to La Thiên này còn phải kém không biết bao nhiêu lần. Cái bàn tay này công phá hàng rào thế giới, truy kích Diệp Húc trong các khe hẹp ở giữa các thế giới. Tuy nhiên, tốc độ của giao trì thiên thuyền càng ngày càng nhanh, trong nháy mắt đã vượt ra ngoài phạm vi bao phủ của bàn tay thánh hoàng. Quả nhiên là tượng đạt cửu thiên, hạ du cửu u. Tại giữa khe hẹp trong vũ trụ hư vô tĩnh mịch này, Diệp Húc như cá gặp nước, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cái bàn tay to này nắm không chúng lập tức thu hồi. Ung Hoàng, Chiến Hoàng và Pháp Hoàng xuất hiện ở trong khe hẹp vũ trụ, dáng vẻ bệ nghệ ngút trời, đưa mắt nhìn khắp bốn phương, chỉ thấy nơi đây một mảnh không gian vũ trụ tĩnh mịch, không hề có một chút sự sống nào. Nơi này chính là hư không ở bên ngoài các thế giới, là nơi tiếp giáp giữa thế giới nọ với thế giới kia. Có những phần thế giới tiếp giáp với nhau có khe hở rất rộng, so với một đám thế giới còn muốn rộng hơn. Có khe hở lại rất hẹp, thậm chí lại có mấy cái thế giới dính liền vào với nhau, không phân chia ra như cùng một chỗ. Ở trong cái khe hẹp thế giới đó tràn đầy dáng khí đủ loại màu sắc, mỗi đạo dáng khí này đều có độ dài hàng tỷ dặm, không thể nào đo được. Ở nơi đây tràn ngập những mạch nước ngầm kỳ dị, nguy hiểm, tràn ngập đủ các loại lực thế giới. Không có thực lực vô hoàng lại đến cái nơi này mà nói, rất dễ bị lực hút và lực đẩy sản sinh giữa các thế giới đập vỡ, xé rách hoặc làm tê liệt. Nói tóm lại, dù là vô hoàng cũng phải rất cẩn thận. Nếu chỉ một chút sơ sẩy, gặp phải lúc hai thế giới va chạm với nhau cũng có thể bị chết thảm. Mà những dáng khí này thì vô cùng nguy hiểm. Đây là dòng lực lượng như nước lũ do hai thế giới va chạm nhau lưu lại. Nếu tiến vào trong đó hay bị dáng khí này quét phải thì ngay đến cả vô hoàng cũng phải nuốt hận. Vô hoàng mặc dù là bá chủ của phách tuyệt thiên hạ, là vua của vũ sĩ, nhưng khi đi lại trong vũ trụ thì thân thể của y lại có vẻ cực kỳ yếu ớt, không còn là vô địch nữa, ngược lại có thể chết dễ dàng. Lực của hai cái thế giới hoặc mấy cái thế giới va vào nhau không biết mạnh mẽ đến bậc nào. Không chỉ có như thế, lại còn có những dấu vết lưu lại của những thế giới hủy diệt qua từng thời kỳ. Những dấu vết này trẻ loạn trong thời không cũng gia tăng nguy hiểm. Tiểu tử kia cuối cùng vẫn đào thoát được. Thần sắc Ung Hoàng suy sụp trong khoảnh khắc mà đã già đi không biết bao nhiêu năm, đã tự nhiên mất đi cái khí khái ta là vua thiên hạ ngày nào. Pháp Hoàng và Chiến Hoàng cũng yên lặng, bọn họ ở trong Thánh Ung Bảo Khố chiếm cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà cũng không thể giữ được Diệp Húc, để cho hắn thúc giục giao trì thiên thuyền bỏ chạy. Nay đã ra bên ngoài Huyền U thế giới, Diệp Húc sẽ như cá gặp nước, điều khiển thiên thuyền vượt qua 3.000 thế giới, bọn họ không có khả năng đuổi kịp. Có thể nói, Diệp Húc lần này chạy trốn được sẽ như rồng ra biển, hổ về rừng, từ nay về sau có thể tiêu diêu tự tại. Hơn nữa, bọn họ cũng không thể tìm được vị trí của Diệp Húc. Thánh Ung Hỗn Thiên Nghi có thể tìm được tất cả người, vật trong Huyền U thế giới. Nhưng Diệp Húc lại đã ra ngoài Huyền U thế giới, nên kiện bảo vật này không thể tìm ra được chút gì. Ông... Tám đạo công đức kim luân ong ong chuyển động, vây bọc giao chỉ thiên thuyền, từ trong khe hẹp thế giới dạo chơi, hoa lệ vô cùng, thần thánh vô cùng. Chiếc thuyền lâu này thật lớn, giờ đây chạy giữa các thế giới, lại hiện ra bé nhỏ vô cùng, nhỏ đến mức không tra ra được. Bởi vì tốc độ của nó cực nhanh, nhanh đến mức người ta không thể tưởng tượng, ngay cả vua hoàng cũng nhìn theo không kịp. Chúng ta lần này cuối cùng vơ vét được bao nhiêu của cải vậy? Già Lam Minh Tôn nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, cảm giác như bừng tỉnh sau cơn mộng, lầm bầm mà nói. Chúng ta bây giờ có thể nói là phú gia địch quốc rồi. Đúng vậy, là phú địch một cái thế giới. Hào Thiên Khuyển hưng phấn đến phát run, không nhịn được nhảy lên một cây cột buồm trên đầu thuyền, hướng về cái thế giới trắng lệ nơi thiên thuyền đi qua mà gào lên. Ta là vua của thế giới thọ, là vua của xưng vua hoàng, là vua. Tiếng gào của nó cực lớn, chỉ sợ rằng sóng âm thanh của tiếng gào đã xuyên thấu qua hàng rào thế giới, truyền vào trong cái thế giới xa lạ kia. Già Lam Minh Tôn chạy lại một bên của nó, một người một chó điên cuồng gào thét trong khe hẹp thế giới này. Phượng Nghiên Nhu cũng không nhịn được,
hé miệng mà mỉm cười. Giờ phút này, trong lòng của nàng vẫn còn vương chút sợ hãi. Cái tình hình vừa qua thật là cực kỳ nguy hiểm. Nếu mà Diệp Húc chỉ chậm đi một cái chớp mắt thôi, thì chỉ sợ giờ này bọn họ đều đã là một đám người chết cả rồi. Lần này có thể đào thoát trong tay Tam Đại Vu Hoàng, ngoại trừ may mắn, còn phần nhiều đều dựa vào nỗ lực của Diệp Húc. Nếu như Diệp Húc không giành được giao chỉ thiên thuyền, nếu không hấp thu được Đại Ung Kim Thuyền mà tu bổ giao chỉ thiên thuyền, thì bọn họ cũng không thể nào chạy khỏi Thánh Ung Bảo Khố. Nếu tu vi của Diệp Húc không đủ, không thể thúc dục chiến thuyền này, thì bọn họ cũng không thể nào chạy thoát được. Giờ phút này, Diệp Húc im lặng đứng ở đầu thuyền. Ngọc Hoàng Thiên Địa Pháp Tướng của hắn đã tiến vào trung tâm giao chỉ thiên thuyền, cảm ứng được đến nơi sâu xa của chiếc thiên thuyền cổ lão này. Trong giao chỉ thiên thuyền, bảo hồn giới là một mảnh giống như thiên quốc thế giới. Trong đó có Tiên Sơn Tĩnh Thổ, một vị nữ cao quý trụ tại phiến thiên quốc thế giới này. Khí chất của nàng vô cùng cao quý, vô cùng ung dung. Đây là một loại cao quý trời sinh, có vẻ giống như nàng là một nữ nhi trên trời. Đây là giao chỉ kim mẫu lưu lại trên thiên thuyền một khối phân thân. Vừa rồi Diệp Húc chính là cùng với khối phân thân này giành được cảm ứng, có thể toàn lực thúc dục thiên thuyền xuyên qua hàng rào thế giới, chạy thoát từ trong tay ba đại phu hoàng. Thậm chí ngay cả khi Ung Hoàng tế khởi thánh bào Huyền U Thánh Hoàng Đồ cũng đều bị hắn vượt qua. Giao chỉ kim mẫu chính là thiên giới cự đầu cấp bậc vu tổ, thực lực của bà cao thâm không thể nào đo lường được, ngay ở trong thiên giới cũng rất hiếm gặp. Điều đáng tiếc là chiếc giao chỉ thiên thuyền này đã từng bị người ta đánh vỡ, cấm pháp phân thân trong thiên thuyền cũng bị đánh nổ, uy năng đã hao tổn nhiều. Nếu không có Diệp Húc nghiền nát nhiều đại ung kim thuyền tới tu bổ chiếc thuyền này, thậm chí ngay cả nhân hoàng cấm pháp phân thân cũng bị nghiền nổ, lợi dụng tinh khí cấm pháp phân thân lại tu bổ khối phân thân này của giao chỉ kim mẫu, chỉ sợ trên thiên thuyền này nhiều cấp bậc cấm pháp, hắn cũng khó có thể từ trong tay Ung Hoàng chạy thoát được. Đáng tiếc kim mẫu phân thân này tuy rằng khôi phục được một bộ phận sinh khí, nhưng trí nhớ khối phân thân này chỉ sợ đã tan thành mây khói rồi. Nếu có thể qua bà mà tìm hiểu một ít về thiên giới, còn những tâm đắc tu luyện về nhân hoàng, vu hoàng, thánh hoàng, thậm chí là vu tổ và các đại cảnh giới. Diệp Húc cảm thấy vô cùng tiếc nuối, cho dù hắn thu thập tiền bạc trong 9 tầng trời, chỉ sợ cũng không thể nào khôi phục được trạng thái toàn thịnh của giao chỉ thiên thuyền, đạt tới cấp bậc vu tổ chi bảo. Chiếc thiên thuyền này đã bị tổn hại nghiêm trọng, mà trí nhớ giao chỉ kim mẫu phân thân lại không còn, nên không thể có cách nào khôi phục tổn thương được. Giao chỉ thiên thuyền lẳng lặng từ giữa các thế giới chạy như bay, chỉ thấy những thế giới này vô cùng trắng lệ, hùng vĩ, có trời tròn, đất vuông, có thế giới thì như hình vuông, có thế giới thì như khối tròn, lại còn có thế giới như một bảo tháp phân ra nhiều tầng nhiều mặt. Bỗng nhiên Diệp Húc chú ý đến 10 thế giới liền thành một thể, 9 tòa thế giới bên ngoài, một tòa thế giới ở trung tâm rất là rộng lớn. Trung tâm tòa thế giới kia là một tòa hùng sơn vô cùng bao la hùng vĩ, chỉ có ánh sáng, không có tối tăm, xa xa nhìn lại giống như ngọn đèn sáng trong bóng đêm vô tận. Chỉ thấy bên ngoài tòa thế giới này giống như một tôn cổ Phật niêm hoa vi tiếu, rung động lòng người. Từng luồng hơi thở vô cùng thuần khiết, vô cùng thần thánh từ trong thập đại thế giới truyền đến, phảng phất như nghe thấy tiếng hát của Phật, khiến cho tâm người ta yên tĩnh hướng về vô hạn. Trung ương Tu Di Bà Sa thế giới, Đông phương Lưu Ly thế giới, Tây phương Cực Lạc thế giới, Nam phương Vô Cấu thế giới, đây chính là niết bàn của viễn cổ chư Phật. Trong lòng Diệp Húc khiếp sợ vạn phần, ở trong phương trượng Tiên Sơn, hắn đã đọc di thư của cổ tiên. Khi đọc qua vị tổ địa tiên kia đi thế giới Cực Lạc và chư Phật niết bàn, các cổ Phật kia và 10 đại Phật tổ sau khi thế giới đại hủy diệt không thể tiếp tục trường sinh bất tử trong thế giới kia, đành phải hóa đạo bên trong niết bàn. Tu vi và vô thượng công đức của tự thân bọn họ hình thành nên thập đại thế giới, được gọi là chư Phật thập phương thế giới, bao quát ở bên trong 3000 thế giới. Trong thập đại thế giới này không biết có bao nhiêu sinh linh sinh sôi nảy nở ở trong đó. Viễn cổ chư Phật tuy rằng đã chết, nhưng đã lưu lại thập đại thế giới này làm phúc cho đời sau, khiến mọi người phải khâm phục. Diệp Húc đột nhiên chú ý, nếu từ xa nhìn lại thì chư Phật thập phương thế giới sẽ trông giống như một tòa sen lặng yên nở rộ, nên hắn không thể nào không ngừng mà tán thưởng. Trong 3000 thế giới, các thế giới đều không giống nhau. Trong chư Phật thập phương thế giới có nhiều thế giới thực sự đặc biệt, nhìn đóa hoa sen này khiến cho người ta cảm giác thấy thích thú và vui vẻ trong lòng. Giao chỉ thiên thuyền từ trên không của thập phương thế giới bay sát trung tâm Tu Di Bà Sa thế giới, cách hàng rào thế giới mà nhìn vào trong thế giới này, chỉ thấy Tu Di Thần Sơn thật lớn không thể tưởng tượng được. Tòa thần sơn này tọa lạc ở ngay trung tâm thế giới, có nhiều tinh cầu thật lớn, bao gồm Thái Dương, bao gồm Tinh Đẩu, bao gồm Ngân Hà,
tất cả đều xoay tròn chung quanh tòa thần sơn này. Cái tòa thần sơn này thực sự quá to lớn, một tòa thần sơn này gần như lớn tương đương với một cái thế giới. Ở phiến thế giới này, nơi nơi tràn ngập Phật quang, chiếu sáng toàn bộ tòa thần sơn, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Viễn cổ chư Phật ở trong này hóa đạo, Phật tổ và nhiều Phật Đà ngồi xuống. Trong cái thời khắc thiên địa đại biến, đã không chịu hứng thiên thỏa hiệp, cũng không chịu lặng lẽ chết già, đã chọn cách khóa đi một thân đạo hạnh, đem tất cả bản thân mình hóa thành một mảnh thiên địa. Trên Tu Di Sơn có nhiều đền miếu, Phật tháp và điện thờ, thậm chí có từng tôn kim Phật đã tạo hóa trên cao. Bên trong Phật quang từ trên trán phóng ra từng đóa xá lợi, ánh xạ ra những đạo quả Phật Đà, có chỗ thì giống như thiên quốc, có chỗ thì giống như niết bàn. Trong mơ hồ, Diệp Phúc nghe được đủ loại Phật âm, tựa hồ như những Phật Đà đó vẫn đang tồn tại, vẫn đang ngồi trên đỉnh núi Tu Di mà hoàng dương Phật pháp phổ độ chúng sinh. Những kim thân của những cổ Phật này sợ rằng chỉ cần một khối kim thân là có thể luyện thành cấm bảo. Chẳng qua là Phật quang ở tất cả xung quanh Tu Di thần sơn rộng lớn, khiến cho tất cả bất cứ người nào nhìn thấy đều phải lùi bước. Chỉ sợ rằng ngay cả vua hoàng tiến vào Tu Di thần sơn thì cũng bị Phật quang hóa đi. Những viễn cổ Phật này bảo tồn kim thân của mình giống như chỉ là đang ngủ say, đợi đến khi thiên hạ một lần nữa phát sinh đại biến sẽ cho mình từ trong giấc ngủ say mà sống trở lại. Tuy nhiên, ở trong những biển lớn vô biên ở dưới chân Tu Di Sơn còn có nhiều đại lục, đại châu bên trên đó có nhân loại, có yêu tộc cùng nhau sinh sống trong đó. Thậm chí Diệp Húc còn cảm giác được trong phiến thế giới này còn tồn tại vài vị rất giỏi, hơn phân nửa đã thành tựu vua hoàng, được phiến thế giới này thừa nhận, được thiên đạo tán thành, rất là cường đại. Bát công đức thuế. Diệp Húc đột nhiên cảm thấy có một cỗ hơi thở rất quen thuộc từ trong trung ương thế giới Sa Bà truyền lại. Cỗ hơi thở này đến từ trong biển lớn, tương tự như hơi thở công đức Liên Hoa Trì của tầng thứ hai trong ngọc lâu của hắn, tuy cũng có vài phần không giống. Biển lớn này tên là Thất Nội Hải. Nước biển ở trong biển này là bát công đức thủy trong truyền thuyết. Những ma, thần phạm vào tội ác ngập trời, dính vào bát công đức thủy này cũng sẽ rửa sạch đi một thân tội nghiệp, hóa thành Phật Đà. Cũng không ai nghĩ đến là cho đến nay bát công đức thủy vẫn không khô cạn. Diệp Húc khẽ nhíu mày, hắn tu luyện công đức nghiệp quả, nếu bị bát công đức thủy rửa đi, chỉ sợ một thân nghiệp quả sẽ hóa thành hư ảo, không còn lại chút gì. Nếu là hắn tu luyện công đức thiện quả thì sẽ không có băn khoăn này, vì bát công đức thủy khi đó chỉ khiến cho hắn càng mạnh thêm. Chư Phật thập phương thế giới thật là một thế giới không thể khinh thường. Giao chỉ thiên thuyền tiếp tục phiêu lưu trong khe hẹp thế giới, từng cái thế giới thoáng qua làm cho tu vi của Diệp Húc khó có thể tiếp tục. Chiếc thiên thuyền này giờ đây đã tiếp cận với cấp bậc thánh bảo, thúc giục thiên thuyền này tiêu hao một năng lượng rất lớn, khiến cho hắn không thể tiếp nhận. Diệp Húc đơn giản là cho thiên thuyền này tùy ý phiêu bạt tứ xứ, một bên thì tu luyện chân linh bất diệt, một bên thì tìm tung tích của thế giới vô hoang. Chiếc giao chỉ thiên thuyền này vẫn là không hoàn chỉnh, nó thiếu mất một bộ phận trọng yếu. Hỗn thiên định vị nghi không bao quát tam thiên thế giới và hỗn thiên định vị nghi thế giới, chỉ sợ rất khó tìm được thế giới vô hoang để tìm về cố thổ. Hỗn thiên định vị nghi là một bộ phận trọng yếu tạo thành giao chỉ thiên thuyền. Loại bảo vật này cũng là một loại hỗn thiên nghi, nếu so với hỗn thiên nghi của Thánh Ung Hoàng Triều còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thánh Ung hỗn thiên nghi chỉ là thôi diễn huyền u thế giới, rời xa khỏi huyền u thế giới liền không còn bất cứ tác dụng gì, mà hỗn thiên định vị nghi trên giao chỉ thiên thuyền lại bao quát 3.000 thế giới, thậm chí cả thiên giới cũng bao quát ở trong đấy. Điều đáng tiếc là giao chỉ thiên thuyền đã một lần bị người ta đánh vỡ, tuy rằng Diệp Húc đã tu sửa nhưng vẫn còn rất nhiều những bộ phận bị thất lạc bên ngoài. Phiêu lưu trong khe hẹp thế giới không phải là phiêu đãng trong vũ trụ tinh không, nơi đây so với vũ trụ còn muốn rộng lớn hơn, còn muốn tĩnh mịch hơn. Có những lúc điều khiển thiên thuyền đi qua hàng tỷ vạn dặm mà không gặp qua bất cứ một thế giới nào, mà cũng không nhìn thấy bất cứ một sinh linh nào, chỉ thấy vô biên hư không thực sự. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ không thể nào định vị được thế giới vô hoang, hay là trước tiên cứ củng cố tu vi rồi sẽ tính sau vậy. Từ khi đào thoát từ trong tay Tam Hoàng, khiến Diệp Húc thấy được nhu cầu đối với tốc độ tu luyện của mình, nhưng rất không ổn. Tuy rằng hắn đã tu thành thiên địa pháp tướng bất diệt, nhưng chân linh bất diệt là không theo kịp. Nếu chỉ có một chút sơ suất thôi, thì có thể cho mình rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Để tu luyện chân linh bất diệt, cần phải có thần thức cường hoành. Hiện nay, thần thức của hắn đang rất cường hoành so với Nhân Hoàng Đỉnh Phong, còn có thể cường hoành hơn rất nhiều. Vì vậy, nâng cao chân linh bất diệt thì rất thuận buồm xuôi gió. Hiện nay, hắn đang phiêu bạt để tìm vị trí của thế giới vô hoang. Đã qua đi mất mấy tháng trời,
chân linh bất diệt của hắn cũng đã nhiều lên 8 tầng và dung nạp rất nhiều năng lượng, đã bằng nhau được với tu vi trước mắt của hắn, đã có thể cung cấp cho thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng của hắn có thể phục sinh hoàn mỹ đến hơn 10 lần. Mặt khác, tam bất diệt cảnh cũng được hắn củng cố một phen, tuy rằng tu vi không có tiến bộ nhưng thực lực lại cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa, lại trừ khử được rất nhiều sơ hở, làm cho hắn trở thành hoàn toàn vô khuyết. Tuy nhiên, thế giới vô hoang vẫn không thấy xuất hiện, làm cho hắn có chút nóng lòng. Đột nhiên từ phương xa chuyển đến rung động cực kỳ kinh người. Diệp Húc đứng trên đầu thuyền quan sát, chỉ thấy phía xa hơn 100 vạn dặm, nơi nơi tràn ngập từng cỗ lực lượng hủy diệt, thậm chí còn có cả hơi thở tàn hồn của vô hoàng và cấm bảo truyền lại. Hiển nhiên đã từng có vô hoàng giao thủ ở nơi đấy. Người nào lại ở chỗ này giao thủ đấy? Diệp Húc cùng Phượng Yên Nhu liếc nhau, thúc giục thiên thuyền chạy tới. Chỉ thấy vết tích vô hoàng cấm pháp và cấm bảo anh kích vẫn còn lưu lại tại trong khe hẹp vũ trụ, tung hoành ngăn cản, có thể dễ dàng giết chết nhân hoàng và thánh chủ. Nơi này hiển nhiên không chỉ có một vị vô hoàng ở chỗ này giao phong, căn cứ vào vết tích còn lưu lại mà nói, ít nhất cũng có 6 vị vô hoàng cao thủ đặc biệt ở chỗ này đại chiến một trận. Không chỉ có như thế, bọn họ thậm chí còn vận dụng các loại cấm bảo đại sát khí mà không kiêng nể gì, cuồng phong cuồng dã thi triển lực lượng hủy thiên diệt địa của mình. 6 vị vô hoàng đồng loạt ra tay, thanh thế là kinh thiên động địa đến bực nào. Nếu không phải chiến đấu trong khe hẹp vũ trụ, chỉ sợ rằng cả một phiến đại châu đều bị trưng khô, không còn sót lại một chút gì. Lực lượng hủy thiên diệt địa này không có thế giới nào có thể chịu đựng được. Còn có hơi thở của thánh bảo. Trong lòng Diệp Húc cả kinh, nhìn quét khắp nơi, đột nhiên thấy mấy khối tàn phiến cấm bảo thật lớn từ từ bay lại, trên mặt vẫn còn sót lại hơi thở thánh bảo. Hẳn là thánh bảo này đã đánh vào cấm bảo mà đã làm cho cấm bảo phải dập nát. Nhưng điều làm cho hắn kinh ngạc là vết tích lưu lại trên những mảnh vụn này lại là do một bàn tay lớn. Hiển nhiên qua bộ dáng thánh bảo này lại là một con người. Tiếp theo, hắn nhìn đến một viên vỡ từ phía đầu thuyền trôi qua. Đây là đầu lâu một vị vô hoàng chết thảm trong phiến không gian tĩnh mịch này, chết không nhắm mắt. Lập tức hắn lại nhìn thấy nhiều mảnh nhỏ thân thể vô hoàng cô tịch phiêu lưu trong khe hẹp thế giới. Tuần Thiên Sứ. Hắn lập tức nhận ra chủ nhân của chiếc đầu lâu này. Đúng là hắn đã có duyên gặp mặt Tuần Thiên Sứ một lần trong thiên giới. Trong lòng hắn lập tức biết được những người này tại sao lại đại chiến ở nơi đây. Đế Tuệ, lòng dạ độc ác, quả đoán quyết tiệt, dĩ nhiên là các loại thánh bảo và cấm bảo y dùng để vây giết hai vị Tuần Thiên Sứ, khẳng định là bảo vật của triều ca của thành lưu lại rồi. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài thầm nghĩ. Thánh bảo mà y sử dụng đương nhiên là thân thể vị thượng cổ thánh hoàng thăng hoàng kia rồi. Trong thành triều ca, cổ bảo vật cực nhiều, không chỉ có thông thiên tháp, còn có thân thể của thăng hoàng. Thăng hoàng đem thân thể của mình luyện chế thành thánh bảo, bàn tay trần liền đánh bại kiệt hoàng, tế lên lục đỉnh, thực lực rất mạnh, thậm chí vượt qua thánh hoàng bình thường. Lần trước khi Diệp Phúc thăm dò thăng hoàng lăng, đã xốc quan tài thăng hoàng lên, bên trong căn bản không có thân thể thăng hoàng, chỉ có khí mộc tinh nhiều vô cùng. Vì thế có thể khẳng định thân thể thăng hoàng nếu không ở trong quan tài đen thì khẳng định là ở trong triều ca cổ thành. Đế Tuệ tới khởi kiện thánh bảo này, lại tăng thêm có Huyền Điểu và hai vị vua hoàng khác tương trợ, cuối cùng đã đánh gục hai vị Tuần Thiên Sứ. Không biết Đế Tuệ giờ này đã tiến nhập vào thế giới nào rồi. Người này trong tương lai nhất định sẽ là một nhân vật kiêu hùng. Diệp Húc trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác lo sợ. Đế Tuệ diệt trừ xong hai vị Tuần Thiên Sứ như rồng về biển lớn, trong 3000 thế giới không có người có khả năng kiềm chế được hắn. Người này một lần nữa xuất hiện có thể đã trưởng thành đến cảnh giới vô cùng khủng bố, so với vua hoàng nhân kiếp đều phải khủng bố hơn gấp 100.000 lần. Đến lúc đó thế giới vua hoang sẽ là một hồi tai họa ngập đầu. Nhưng làm thế nào để nhanh chóng tăng lên tu vi, đó thực sự là một bài toán khó giải. Tốc độ tiến bộ tu vi của Diệp Húc tuyệt đối không thể nói là chậm, thậm chí rất nhanh, nên đã làm cho tu luyện của mình xuất hiện lỗ hổng, xuất hiện sơ hở. Không chỉ có như thế, trong ngọc lâu của hắn, tiên quang trong phương trường Thiên Sơn đã bị hao tổn mất tới 7-8 phần. Nếu như cứ tiếp tục tu luyện, tiên quang trong Thiên Sơn sẽ có thể tiêu hao hết không còn. Bỏ qua tiên quang, hắn vẫn còn có những lựa chọn khác như thuần dương linh mạch bậc 9. Lợi dụng thuần dương linh mạch bậc 9 để tu luyện, tốc độ so với tiên quang sẽ kém hơn rất nhiều, cũng không nhanh bằng tiên linh. Trong ngọc lâu của hắn còn có rất nhiều khí tiên linh, hắn có thể cướp lấy khí vận của Đế Tuệ. Loại khí tiên linh này tràn đầy như biển, có thể bồi dưỡng ra mấy vị vua hoàng, đây không phải là lời nói suông. Không chỉ có như thế, ngọc thụ trong ngọc lầu của hắn đã liên kết với thiên giới,
không ngừng từ thiên giới mà thu hút về thiên linh khí. Vì vậy lợi dụng thiên linh khí tu luyện tất nhiên là lựa chọn của hắn. Nhưng là dùng thiên linh khí và tiên quang thì tốc độ tu luyện cũng không hơn kém bao nhiêu. Nay vô hoàng nhân kiếp của Ứng Tông Đạo giáng tới, đế tuệ cũng tùy thời mà nhảy đến không biết lúc nào. Thời gian cấp bách để nâng cao thực lực tu vi. Nếu cứ tu luyện đúng theo từng bước, chỉ sợ không kịp ứng phó với đủ loại chiến đấu trong tương lai. Oanh! Xa xa đột nhiên truyền đến rung động cực kỳ kịch liệt. Diệp Húc nhìn về nơi rung động phát ra, chỉ thấy một đạo dáng quang ngũ sắc rực rỡ rung động nhẹ nhẹ càng ngày càng nhỏ. Từng chiếc thiên thuyền vây quanh đạo dáng quang này, liên tục trong thiên thuyền phun ra lực lượng mênh mông, đem giam cầm những dáng quang này. Đạo dáng quang này vẫn là lực lượng to lớn lưu lại sau khi thế giới va chạm. Trong khe hẹp thế giới, hàng tỷ năm bất diệt có thể dễ dàng cắn nát vô hoàng. Hôm nay bị uy năng của mười mấy chiếc thuyền tán phát ra cầm cố trở lại, đã bắt được nó. Đột nhiên bên tai Diệp Húc một tiếng thở dài sâu kín vô cùng, rõ ràng vô cùng, khiến cho hắn sởn cả gai ốc. Tây Hoàng, người đã trở về rồi. Yên Nhu, Minh Tôn, các ngươi vừa rồi nghe thấy cái gì không? Diệp Húc lấy lại bình tĩnh, lên tiếng dò hỏi. Sao, nghe được cái gì cơ? Phượng Yên Nhu và Già La Minh Tôn đều có chút mờ mịt, hiển nhiên là họ đều không nghe được gì từ cái thanh âm vừa rồi. À, không có gì. Diệp Húc lắc lắc đầu. Cái âm thanh này giống như là vừa ghé vào tai của hắn mà nhẹ nhàng kể lại, lại mềm mại, mượt mà, giống như lời của một người mẹ hiền. Hắn tuyệt đối không thể nghe lầm. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng hơn 10 chiến thuyền kia, chỉ thấy những chiếc thiên thuyền này cùng một loại với giao chỉ thiên thuyền của hắn, hẳn là cùng một loại kiểu dáng thuyền lầu. Không chỉ có như thế, hơn 10 chiếc thiên thuyền này so với đại ôm kim thuyền còn muốn cường hoành hơn không biết bao nhiêu lần. Dĩ nhiên là đầy một màu xanh, màu của cấp bậc cấm bảo. Những chiếc thuyền này hẳn là cường giả đến từ Hoa Tư Thiên Quốc ở thế giới Côn Luân rồi. Khuôn mặt Diệp Húc khơi động, một hơi mà xuất động hơn 10 chiếc thuyền cấp bậc cấm bảo. Thực lực của Hoa Tư Thiên Quốc thật hùng hậu, không phải là bình thường. Vô luận là Tây Hoàng hay là Tây Vương Mẫu hoặc Giao Chỉ Kim Mẫu đều là cường giả của Hoa Tư Thiên Quốc. Hoa Tư Thiên Quốc và thế giới Vu Hoang đã có lúc cùng xuất hiện. Thời kỳ thống trị của Chu Vũ Mộc Vương, thế giới Côn Luân và thế giới Hoa Vu Hoang đã có một lần va chạm. Hai thế giới giao hòa với nhau ở chỗ hình thành Hoành Đoạn Sơn Mạch. Trong thời kỳ ấy, Tây Vương Mẫu đã từng mời Chu Vũ Mộc Vương sáp nhập vào Hoa Tư Thiên Quốc. Sau này hai đại thế giới tách ra, Chu Vũ Mộc Vương thậm chí còn xây dựng một tòa Mộc Vương Thành ở Hoành Đoạn Sơn Mạch để kỷ niệm sự kiện này. Ta giờ đây không tìm thấy vị trí của thế giới Vu Hoang, có thể đi hỏi các cao thủ của Hoa Tư Thiên Quốc xem. Diệp Húc trong lòng vừa động, thầm nghĩ. Ở trên 10 chiếc thiên thuyền, hiển nhiên có cường giả cấp bậc Vu Hoàng đang không ngừng thúc giục thiên thuyền, đem một đạo giáng khí không ngừng thu nhỏ lại. Song đạo giáng khí này hình thành sau khi thế giới va chạm, bị người thu hồi rơi vào trong một chiếc thiên thuyền. Sau khi chiếc thiên thuyền này thu giáng khí xong cũng không rời đi, ngược lại lại lái tới phía Diệp Húc. Diệp Húc cùng Phượng Yên Nhu và đám người đứng ở đầu thuyền, chỉ thấy hơn 10 chiếc thiên thuyền xếp thành hàng chữ nhất. Trên đầu thuyền bóng người lắc lư, mà phần lớn đều là những thiếu nữ xinh đẹp. Người người đều là quốc sắc thiên hương, giống như thiên tiên lại cũng giống như phi tiên vậy. Tu vi của các nàng đều cực kỳ cường đại, so với những thiên nhân mà Diệp Húc đã thấy qua còn cao minh hơn, thậm chí có cả cường giả cấp bậc Nhân Hoàng Thánh Chủ. Chỉ thấy chiếc thiên thuyền cầm đầu đột nhiên dâng lên một chiếc cầu vồng giống như một đạo hồng sắc đáp lên phía trên giao chỉ thiên thuyền. Thấy các nàng cũng không có ác ý nên Diệp Húc cũng để cho tùy ý các nàng làm. Xin mời nương nương. Tất cả những thiếu nữ này nhất tề khom lưng nhẹ nhàng nói. Sao, nương nương ư? Diệp Húc trong lòng cả kinh, thầm nghĩ. Chẳng lẽ là Tây Vương Mẫu, người thống trị Quân Luân thế giới ư? Chả trách có thể thu lại giáng khí lưu lại sau khi thế giới va chạm nhau. Hoa Tư Thiên Quốc ở Quân Luân thế giới, người thống trị mỗi một thời đại đều được gọi là Tây Hoàng. Nhưng người thống trị cao nhất thì lại được gọi là Tây Hoàng Công hoặc Tây Vương Mẫu, Tây Hoàng Mẫu. Qua các thời đại, Tây Vương Mẫu thực lực cực kỳ cường đại, rất là tài giỏi, thậm chí không thiếu những dã tâm bừng bừng. Ví dụ như trong một thế hệ, Tây Vương Mẫu được gả cho Hạo Thiên Đại Đế, bởi vì đã có ý định nhòm ngó ngôi vị thiên đế nên đã bị Hạo Thiên Đại Đế loại bỏ. Còn có Giao Chỉ Kim Mẫu cũng là một vị Tây Vương Mẫu, đã thành tựu vu tổ, có quyền cao chức trọng tại thiên giới. Chiếc giao chỉ thiên thuyền dưới chân Diệp Húc hiện nay cũng là từ tay bà ta. Đối diện trên thiên thuyền là một phụ nữ trung niên chậm chậm đi ra,
từ từ đi trên cầu vồng, nhìn về hướng Diệp Húc. Khuôn mặt của bà giống như trăng tròn, có tướng mẫu nghi thiên hạ. Giữa hai hàng lông mày có điểm một nốt ruồi màu đỏ, đầu đội cửu phượng, hướng nguyệt quan, lấy trăng sáng làm ngọc, luyện chế từng viên sâu vào thành chuỗi ngọc, treo ở trên mũ phượng, hơi hơi rung động. Chín con chim phượng kia cũng không phải là trang sức, mà là chín con chim phượng thực sự. Vị phụ nữ trung niên này nhẹ nhàng đi lại, chỉ thấy chín con kim phượng từ trong mũ phượng bay ra, vần quanh mũ phượng bay lượn, tỏa ra ánh sáng tràn đầy màu sắc. Tiếng phượng trong trẻo giống như thanh âm của tiên vậy. Chiếc mũ cửu phượng hướng nguyệt quan này có thể nói là hoa lệ đến cực điểm, giống như một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp, khiến cho người ta sợ hãi và ngạc nhiên. Tây Hoàng, người đã trở lại. Bà lại cười nói. Trong lòng Diệp Phúc chấn động, thanh âm của vị Tây Vương mẫu này với thanh âm hắn vừa nghe được quả thật giống nhau như đúc vậy. Nương nương, người nhận lầm người rồi. Tại hạ họ Diệp, tên là Diệp Húc, tự là Thiếu Bảo, đến từ thế giới Vô Hoàng, không phải là Tây Hoàng. Diệp Húc chắp tay cười nói. Diệp mẫu cơ duyên trùng hợp được đến Tây Hoàng bảo khố, lại tu luyện Tây Hoàng tâm pháp, ngẫu nhiên lại có giao chỉ thiên thuyền. Những điều này khiến cho bệ hạ hiểu lầm. Bệ hạ, trong khi Diệp mẫu xâm nhập khe hẹp thế giới đã bị lạc đường, xin bệ hạ chỉ đường cho Diệp mẫu để Diệp mẫu có thể trở về thế giới Vô Hoàng. Vị phu nhân trung niên kia chậm chậm đi xuống cầu vồng, lại cười nói. Tây Hoàng, người đã đến đây làm gì phải vội? Hơn nữa giao chỉ thiên thuyền của ngươi không trọn vẹn, thiếu khuyết thốn thiên nghi. Hay là trước tiên hãy về Hoa Tư Thiên Quốc nghỉ ngơi đi, rồi hãy về Vô Hoàng sau. Bà có một phong thái ung dung cao quý trời sinh, khiến người ta gãy khí độ. Giơ tay nhấc chân ẩn tàng một đạo lý to lớn mà giản đơn ở trong đó, cho người ta có cảm giác ảo diệu như thánh, như hoàng. Dĩ thiên vi tông, dĩ đức vi bản, dĩ đạo vi môn, triệu vu biến hóa, tức là thánh hoàng. Đây là một vị thánh hoàng khiến cho người ta phải ngửa mặt mà nhìn, như nhìn lên đỉnh núi cao vậy. Tuy nhiên, trên thân bà lại tràn ngập một cỗ tử khí. Đây là do thọ nguyên của bà đã đến lúc hết, không còn sống được mấy năm, chỉ sợ là không còn lâu nữa. Vị thánh hoàng này hồn quy thiên địa, sẽ thân tử đạo tiêu. Giao chỉ thiên thuyền chấn động, không chịu sự điều khiển của Diệp Húc, hướng về thế giới Côn Luân bay đi. Các thiên thuyền khác cũng đều khởi động, vần quanh giao chỉ thiên thuyền, tùy trình mà hộ giá. Diệp Húc bất đắc dĩ nói. Nương nương, tại hạ thật sự không phải là Tây Hoàng. Với Tây Hoàng không có một chút liên hệ huyết thống nào cả. Tây Hoàng thực sự đã quá cố gần trăm vạn năm rồi, là cường giả trong thời đại Thanh Đế kia. Đến nay Thanh Đế và Hiên Viên Thiên Đế cũng đã mất rồi, nương nương chắc cũng biết. Vị Tây Vương mẫu chớp chớp mắt nhìn hắn cười nói. Chẫm tự nhiên biết ngươi không thể nào là Tây Hoàng hơn trăm vạn năm trước. Không thể nào có người có thể sống lâu như vậy. Ngươi là đương kim Tây Hoàng của Hoa Tư Thiên Quốc. Điểm này trong lòng chẫm cũng biết rõ, làm sao có thể nhận nhầm người được. Đám bé gái các ngươi, sao còn không qua đây gặp vua của các ngươi đi. Các cô gái theo nàng mà đến đều tiến lên thi lễ cười duyên nói. Bái kiến bệ hạ. Diệp Húc nghẹn họng nhìn chân chối, không biết làm sao. Phượng Yên Nhu và Già La Minh Tôn trong lòng chấn động kịch liệt. Già La Minh Tôn lẩm bẩm nói. Nguyên lai chủ công còn có huyết thống thiên đế, có trách tu vi tăng trưởng thần tốc như trời giúp vậy. Phượng Yên Nhu liếc con mắt đẹp nhìn quanh, trong lòng cực kỳ kinh ngạc nói. Sư huynh thật sự có huyết thống Ngọc Hoàng, nhưng ta chưa từng nghe huynh ấy nói tới. Cái đuôi của Hạo Thiên Khuyển vểnh lên trời, lập tức vênh váo, dưng dưng tự đắc thầm nghĩ. À, đại tôn vương quả nhiên chưa theo nhầm người. Huyết thống viễn cổ thiên đình Ngọc Đế, đến nay ta đã là một sư môn nổi danh, có thể không kiêng nể gì mà không khinh thường bọn nhỏ yếu nữa rồi. Diệp Húc trong lòng càng thêm hồ nghi. Đối với chuyện của mình, hắn rõ như trong lòng bàn tay, biết chắc chắn mình tuyệt đối không phải là hậu duệ của Tây Hoàng, không thể có quan hệ với Hoa Tư Thiên Quốc, tự nhiên không thể là đương đại Tây Hoàng được. Chẳng qua vị đương kim Tây Vương mẫu này đối với hắn cũng không quá ký. Hơn nữa vị Tây Vương mẫu này còn là một thánh hoàng, nếu như có ý mà nói thì cũng không cần phải lừa gạt, có thể dễ dàng đem hắn xử tử, cần gì phải mưu mẹo làm gì đây. Chẳng lẽ thật sự là nhận lầm người hay sao? Diệp Phúc trong lòng mờ mịt, tùy ý cho Tây Vương mẫu thúc giục thiên thuyền chạy nhanh về hướng thế giới Côn Luân, thầm nghĩ. Trong 3000 thế giới không có cái kỳ lạ nào mà không thể có được. Nói không chừng đương kim Tây Hoàng bộ dáng chúng ta như đúc vậy, cho nên nàng nhận lầm người. Tây Hoàng, ngươi xem, đó chính là Hoa Tư Thiên Quốc, thế giới Quân Luân. Ngón tay thanh tú của Tây Vương mẫu vươn ra chỉ về phía xa xa. Diệp Húc theo hướng tay bà chỉ mà nhìn đến, chỉ thấy một tòa thần sơn tạo thành thế giới xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tòa thần sơn này trong truyền thuyết
là cột trụ trời, là trụ trời côn luân nối thông thiên giới. Đến nay tòa thần sơn này đã bị gãy, còn lại sơn thể hóa thành một cái thế giới khổng lồ, giống như thế giới mỹ lệ trong thiên cảnh bình thường. Thế giới thần sơn côn luân hình thành so với Tu Di Sơn còn lớn hơn mấy lần. Cư dân sinh sống ở đây chỉ sợ có đến hàng triệu tỷ người, trong đó các quốc gia lớn nhỏ nhiều không đếm xuể. Tuy nhiên, trong đó địa vị thần thánh siêu nhiên đó là Hoa Tư Thiên Quốc. Tòa thiên quốc này nằm ngay phía trên đoạn gãy trụ trời côn luân, cực kỳ bao la rộng lớn. Trên trụ trời côn luân còn có ba con chim xanh cánh dương liền trời, trong đó một con chim xanh đôi cánh của nó khi dương ra nhất thời che khuất toàn bộ cả Hoa Tư Thiên Quốc. Trong thiên quốc bấy giờ thành một mảnh đen ngòm giống như đêm tối. Đợi đến khi con chim này khép đôi cánh lại, thiên địa lại khôi phục sáng sủa, lại thành ban ngày. Ba con viễn cổ cự thú này cực lớn, lớn đến vượt qua sự tưởng tượng của Diệp Húc và đám người. Đế, Tây Hoàng, đợi sau khi chấm chết đi, người thực sự sẽ là người thống trị, cần che chở phiến thế giới này. Tây Vương Mẫu buồn bã nói, chấm sống không còn lâu nữa, sau khi chấm nhường ngôi, người sẽ là Tây Hoàng Công. Vợ ngươi sẽ là Tây Vương Mẫu, ngươi là Tây Hoàng, vĩnh viễn thống trị Hoa Tư Thiên Quốc, quân luân thế giới ta. Diệp Phúc thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói, nương nương, như lời ngươi nói thực là làm cho ta động lòng người mà, khiến người ta không thể không động lòng. Nếu ta như hơi động lòng tham, ta sẽ đáp ứng ngay. Nhưng Diệp Mẫu là người có nguyên tắc, thật sự không đành lòng giấu giếm. Diệp Mẫu đích xác không phải Tây Hoàng, cũng không phải hậu duệ Tây Hoàng, kính xin nương nương lựa chọn một hiền năng từ trong số con cháu của nương nương lại đảm nhiệm vị trí Tây Hoàng này. Người thật sự là thế hệ Tây Hoàng này, điều đó không phải nghi ngờ. Nếu không ngươi làm sao có cơ duyên trùng hợp có được Nam Thiên Môn, được đến Thiên Đình, được đến Huyền Khung Thượng Cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh, còn có giao chỉ Thiên Thuyền, cũng là do giao chỉ Kim Mẫu làm, cũng dừng ở trong tay ngươi đấy. Tây Vương Mẫu cười nói, có thể thấy được bên trong tối tăm tự có thiên ý. Chấm không có con, sau khi chấm chết không người nào có thể kế thừa Hoa Tư Thiên Quốc. Nhưng trước khi chấm chết đi, trời xanh để lại đến cho chấm một vị Tây Hoàng. Tây Vương Mẫu mỉm cười, đột nhiên vươn tay tháo xuống kiểu phượng, hướng nguyệt quan trên đầu của mình, nhẹ nhàng đội lên đầu Phượng Yên Nhu cười nói, sao, có thích không? Phượng Yên Nhu đội chiếc hoa quan này, lộ vẻ đẹp đẽ thoát tục, trong lòng vô cùng thích thú, thấp giọng nói thích. Trong tay Tây Vương Mẫu lại xuất hiện một chiếc hoa quan khác, đó là chiếc Kiều Long Triều Dương Quan, cũng là đế quan, đội lên đầu của Diệp Húc. Nàng cười nói, đây chính là một đôi. Tiếp tục, bà hé miệng cười, đế, người vừa kế vị Tây Hoàng, giờ ta cần thoái vị. Giờ đây, người đã là Tây Hoàng Công của Hoa Tư Thiên Quốc chúng ta. Dầm. Nàng vừa mới cho Diệp Húc cùng Phượng Yên Nhu đội lên đầu hai chiếc đế quan, tức thời tất cả các nữ trên thuyền đều nhất tề quỳ xuống đất, cất cao giọng nói, chúng thần bái kiến bệ hạ, chúng thần chúc bệ hạ nương nương, nương nương phúc thiên trạch địa, giang sơn vĩnh cố. Giao chỉ thiên thuyền phá vỡ hàng rào thế giới, đi vào hướng Hoa Tư Thiên Quốc ở trong quân luân thế giới. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 159 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây, và cũng là tập gộp của tối ngày hôm nay. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.